Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình của SCT Home Shopping với Ánh Liên và Christy trong ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây, Ánh Liên sẽ gửi đến quý vị cũng là một loại kem dưỡng da của công ty Imprani với cái tên gọi là White Cell Melanin Out Serum, hay còn được gọi là kem trị nám của công ty Imprani. Imprani White Cell, kem trị nám này có công dụng như thế nào vậy Ánh Liên? Như ở đây đó, quý vị thấy là một cái hộp kem Imprani White Cell với cái tên gọi là Melanin Out Serum. Và đây là cái loại kem trị nám mà chúng ta có thể thoa lên da mặt. Khi mà quý vị thấy trên cái da mặt của mình có những cái đồi mồi nám, thì chỗ nào mà mình thấy trên cái làn da của mình nó bị tối, hoặc là hơi bị nám, hoặc là bị nám nhiều, thì quý vị nên dùng cái loại kem của White Cell để mà mình thử, mình xài lên để mà mình thoa trên da của mình. Và cái cách thoa đó, thì thưa quý vị, khi mà mình dùng cái loại kem này để mà trị nám, thì quý vị nên nhớ là khi quý vị dùng kem thì quý vị sẽ lấy cái phần kem ra và mình thoa theo cái vòng tròn nha quý vị. Mình dùng hai cái ngón tay giữa và cái ngón áp út đó để mình dùng kem, mình thoa lên vòng tròn như vậy, và mình thoa gần vòng xung quanh cái chỗ nám để mà nó giúp cho cái thuốc ngấm vào, cái serum ngấm vào sâu hơn thì nó sẽ có cái hiệu quả nhanh hơn. Melanin Out Serum là một cái loại kem trị nám của công ty Imprani. Nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta tái tạo lại cái chất collagen, làm cho làn da của mình dẻo dai hơn và có cái sự đàn hồi, chống cho cái làn da của mình bị tổn thương. Và nó sẽ giúp cho chúng ta sửa chữa cũng như tu bổ cái làn da bên trong và giảm đi cái quá trình làn da do cái sắc tố melanin hình thành mà nó làm cho làn da của mình bị nám. Trong cái set của Imprani White Cell này đó, Christy có thể mở bên trong cho quý vị xem là có những cái sản phẩm khi mà quý vị mua đó thì nó sẽ được tặng kèm theo 5 cái món quà cũng rất là giá trị cộng chung trong cái hũ kem trị nám này. Đó là một cái chai travel size toner với cái tên gọi hay là còn gọi là nước hoa hồng nhỏ, một cái chai ống, một cái ống kem trị nám cũng được kèm chung ở trong cái bộ này, và còn được tặng thêm một cái chai travel size kem dưỡng thoa lên những cái chỗ mà da của chúng ta nó bị khô quá. Và cái món mà cũng rất là hấp dẫn đó là một cái travel size kem dưỡng da ban ngày và một cái travel size hộp kem dưỡng da ban đêm. Tất cả 5 món này là quà được tặng kèm theo trong cái bộ kem White Cell Melanin Out Serum này. Và bất cứ khi mà quý vị nào mua 2 bộ kem của Imprani, và trong một lần nha quý vị, nếu mà quý vị gọi vào order trong một lần thì sẽ được tặng một cái bộ gift set như vậy nè, để mà làm quà. Và quý vị có thể gọi vào để order cái kem dưỡng da Imprani White Cell kem trị nám này ngay tại một số miễn phí duy nhất của SCT Home Shopping, đó là 1877-620-7467, 1877-620-7467. Sản phẩm tiếp theo đây sẽ là gì vậy Ánh Liên? Và những sản phẩm tiếp theo đây cũng rất là hấp dẫn mà có lần Ánh Liên đã chia sẻ với khán giả của SCT Home Shopping rồi. Và khán giả có nhờ yêu cầu là Ánh Liên nói lại về cái sản phẩm này. Đây là một cái sản phẩm sâm 4G, tức là sâm tứ quý đó quý vị. Thì những chương trình trước Ánh Liên đã dành ra vài phút nói rồi, nhưng mà Ánh Liên sẽ chia sẻ thêm trong chương trình ngày hôm nay để gửi đến khán giả và khách hàng của mình, cũng như Christy và quý vị đang thấy ở đây đó, là Christy đang cầm là một cái hộp sâm. Ở bên trong hộp sâm 4G này nó có chứa đựng 2 cái lọ cao cốt sâm 4G, hay còn được gọi là sâm tứ quý, của công ty từ Hàn Quốc, với 4 cái thành phần chính trong cái lọ sâm này là gồm có nhân sâm, bạch quả, gừng và tỏi. Và Christy có thể mở cái hộp bên trong để cho quý vị thấy 2 cái hộp sâm ở bên trong. Và vì vậy cho nên là 2 cái lọ sâm ở bên trong này đó thưa quý vị, trong cái hộp sâm này đó thì có cái tên gọi là cao cốt sâm tứ quý. Công dụng của cao cốt sâm tứ quý này là gì vậy Ánh Liên? Ở đây thưa quý vị, Christy đang cầm cho quý vị xem đó, là trên tay của Christy là có 2 cái hộp sâm ở trong một cái hộp 4G sâm tứ quý này, là cao cốt sâm với cái dung lượng là 90g cho mỗi lọ. Trong mỗi cái lọ này thì nó có chứa đựng cái thành phần cao cốt sâm nguyên chất
và có bạch quả nè, có gừng và tỏi, với cái công dụng là giúp cho cơ thể của chúng ta tuần hoàn máu huyết, giúp giảm đi cái bệnh mất trí nhớ và tăng cường tuần hoàn máu, cũng như là giao lưu đến các cái bộ phận trên cơ thể của mình, nó giúp cho cơ thể của mình hoạt động được dễ dàng hơn, di chuyển mau lẹ hơn và giảm đi những cái triệu chứng như là bị tê. Thí dụ như mình bị tê tay, mỏi tay hay là mỏi chân khi mà mình ngồi một chỗ hơi lâu, giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, giúp cho cái bao tử của chúng ta ăn uống được dễ tiêu hơn, và nó chống đi những cái chứng bệnh bị đầy hơi ở trong bụng của mình, giúp cho thận gan hoạt động được tốt hơn, và nó giúp giảm đi cái sự bị mờ mắt khi mà mình lớn tuổi, cũng như là cho chúng ta cái sự ăn uống được ngon miệng và ngủ ngon hơn. Về cách dùng cao cốt xăm 4G tứ quý như thế nào vậy anh Liên? Cái cách dùng của xăm tứ quý 4G ở đây rất là dễ nha. Và theo như cái dạng mà cô đặt nguyên chất đó, thì quý vị có thể dùng một cái muỗng cà phê, mà cái loại muỗng đã có sẵn ở trong hộp cho quý vị rồi, là cái muỗng nhỏ đó, thì quý vị có thể lấy một muỗng đầy của cái muỗng cà phê này, pha vào với 8 ounce nước nóng và uống mỗi ngày một lần dùm cho anh Liên, cũng giống như là mình uống trà vậy đó. Thì mình uống cái lúc còn hơi ấm nha quý vị. Thì quý vị có thể dùng với mật ong hoặc là với đường phèn để pha chung. Đối với các cái quý vị nào mà đang bị tiểu đường thì có thể dùng cái loại đường riêng của mình. Trong cái mỗi cái hộp cao cốt xăm tứ quý 4G này đó, thì nó có, như anh Liên nói tới nói lui đó, là có hai lọ nha quý vị. Mỗi lọ với cái dung lượng là 90 gram, thì đây với cái giá là 140 đồng cho một cái hộp cộng chung hai lọ cao cốt xăm này. Và quý vị có thể gọi ngay cho SCT Home Shopping để order cao cốt xăm tứ quý 4G tại số miễn phí 1877-620-7467, 1877-620-7467. Và ngoài ra đó, thì anh Liên còn muốn mang đến cho khán giả một cái loại thuốc với cái tên gọi rất là dễ nhớ, đó là sụn cá mập của công ty NutriRich và được sản xuất tại Hoa Kỳ. Vì sao mà anh Liên phải nói về cái thuốc sụn cá mập này, là tại vì nó rất là tốt và có nhiều khán giả đã gọi vào order từ trong chương trình vài tuần trước đây và yêu cầu anh Liên nên nói lại về sụn cá mập này. Thuốc sụn cá mập có tác dụng gì vậy anh Liên? Thuốc sụn cá mập đó thì Christy và quý vị chắc là cũng không có còn lạ gì nữa, tại mình cũng biết vi cá mập có thể nấu súp ăn rất là bổ, đúng không? Thì trong cái sụn vi cá mập đó, thưa quý vị, thì nó có chứa những cái hàm lượng của glucosamine và cái chất gọi là chất chondroitin rất là cao. Và hai cái chất này đó, thưa quý vị, thì nó có cái sự kích thích cái tế bào sụn, nó sản xuất ra từ cái chất collagen trong cái cơ thể của cá mập. Và đây là cái chất căn bản của sụn khớp mà chúng ta cần phải có. Bởi vậy cho nên cung cấp dinh dưỡng cho chất sụn của chúng ta ở trong người của chúng ta, nó giúp cho tạo đi cái dịch khớp được nhiều hơn và nó tái tạo lại sụn khớp. Về nhiều cái nhà nghiên cứu cho thấy thì cái chất chondroitin là cái chất đã được tác dụng tạo cái độ nhờn rất là thích hợp và bồi bổ vào cái nội mô giác mạc, cũng như là nuôi dưỡng các cái tế bào giác mạc của mắt mình nè, và nó tạo cho cái lớp phím nước ở trên cái giác mạc, chống cái tình trạng mắt của chúng ta bị khô, bị mỏi, bị hoa mắt trong cái lúc mà chúng ta làm việc quá nhiều. Và hai cái chất như là chất anh Liên mà đã nêu ra quý vị đó, hai chất là chất glucosamine và cái chất chondroitin là có từ trong sụn của cá mập. Cho nên hai cái chất này nó rất là tốt, nó giúp cho chúng ta ức chế các cái yếu tố gây viêm được dùng lâu dài như là thuốc điều trị cơ bản của cái căn bệnh thoái hóa khớp. Và chondroitin là được hỗ trợ để điều trị cho các cái chứng bệnh bị hư khớp, bị thoái hóa khớp và xưng khớp xương. Bởi vậy sụn cá mập đó thì chúng ta biết là nó cung cấp cho chúng ta nhiều cái chất calcium, cái chất pho và cái chất magi mà mình ngay cả trong nước tương á mình cũng có nữa, thì nó sẽ giúp cho cái xương của chúng ta được chắc hơn và được khỏe hơn. Ngoài ra đó, quý vị biết không, sụn cá mập còn giúp ngăn ngừa cái sự tạo đi những cái mạch máu mới ở những người lớn, và tạo cái mạch máu mới này nó là một trong những cái nguyên nhân gây ra những cái chứng bệnh ung thư sau này đó quý vị. Wow, nghe anh Liên nói như vậy thì quả thật thuốc sụn cá mập chúng ta cần phải
dùng ngay để cho tốt sức khỏe. Vậy anh Liên có promotion gì đặc biệt cho khán giả của SST Home Shopping ngày hôm nay không anh Liên? Có. Thưa quý vị, nếu mà quý vị mua 2 lọ sụn cá mập thì quý vị sẽ được tặng 1 lọ extra miễn phí, có nghĩa là quý vị sẽ được mua 2 tặng 1. Trong mỗi cái lọ như vậy thì quý vị sẽ có 300 viên và mỗi ngày quý vị uống giùm anh Liên 3 lần, mỗi lần 2 viên sau bữa ăn sáng, bữa ăn trưa và bữa ăn chiều. Quý vị có thể gọi vào ngay để mua thuốc bổ sụn cá mập tại số miễn phí duy nhất của SCT Home Shopping tại 1877-620-7467, 1877-620-7467. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ những sản phẩm của SCT Home Shopping. Chrissy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị sau nhé. Để có được tất cả những cái sản phẩm đặc biệt trong ngày hôm nay mà anh Liên vừa gửi đến quý vị, như là một cái bộ kem gift set cho ban ngày và ban đêm của công ty Imprani Preno, bộ kem trị nám White Cell Melanin Out Serum, hoặc là sâm tứ quý 4G và thuốc bổ sụn cá mập, thì quý vị có thể gọi vào ngay số miễn phí duy nhất của SCT Home Shopping tại 1877-620-7467, 1877-620-7467. Chúng tôi sẽ ship đến tận nhà cho quý vị trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, Úc, Canada và các nước lân cận. Nếu mà quý vị ở gần khu Lido Sài Gòn thì cũng có thể ghé thẳng đến đài để mua với địa chỉ của đài là SCT 10501 Garden Grove Boulevard, thành phố Garden Grove, thuộc tiểu bang California 92843, bên cạnh văn phòng luật sư Đỗ Phủ và anh Tuấn. Nếu mà quý vị nào mà muốn làm đại lý cho những sản phẩm của đài thì cũng có thể gọi vào số 1877-620-7467. Hãy phone vào ngay cho SCT Home Shopping nha quý vị, để mua được những cái sản phẩm giá trị cao, 100% hàng thật, không có giả mạo. Anh Liên và SCT Home Shopping xin tạm dừng chương trình tại đây. Kính chúc quý vị một ngày thật là vui, thật khỏe, thật hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.